nhận định bóng đá Leeds với Manchester United. Ngày 25 tháng 4 năm 2021, ngoại hạng Anh, với những chiến thắng liên tiếp ở những trận gần đây đã giúp Leeds tiến gần về nửa trên bảng xếp hạng. Vòng 33 tới đây họ sẽ được thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Man United, đối thủ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là trận chiến khá khó khăn với đội chủ nhà nếu muốn có điểm ở trận đấu này. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Leeds United hiện đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 46 điểm. Họ có được 14 trận thắng, 4 trận hòa và 14 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất ở mọi đấu trường. Phong độ của đội bóng này là 3 trận thắng và 2 trận hòa. Manchester United thì hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 với 66 điểm. Thành tích của đội bóng này là 19 trận thắng, 9 trận hòa và 4 trận thua. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường là 5 trận thắng. Tỷ lệ kèo châu Á, 1/2, 0. Trong những trận gần đây nhất, những người chơi cá cược theo cửa Leeds United có tỷ lệ thắng kèo khá cao. Họ đã thắng kèo 4 trận, còn lại là hòa tiền 1 trận trong 5 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, tỷ lệ thắng kèo của Manchester United còn cao hơn. Những người đặt cược cho đội bóng này đã thắng kèo 4 lần và thắng nửa tiền 1 lần trong 5 trận đấu gần nhất. Tỷ lệ kèo tài xỉu 3 trong 5 trận gần đây nhất của mình, đội chủ nhà Leeds United ghi được 7 bàn và để thủng lưới 4 bàn. Còn con số này bên phía đội khách Manchester United là 12 bàn thắng và 3 bàn thua. Theo thống kê, trong 5 trận đấu gần đây của Leeds United thì có 3 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lớn hơn 2.5. Trong khi đó, trong 5 trận đấu gần đây nhất của Manchester United thì cũng có 3 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lớn hơn